Ở các thông tin thời tiết thì lúc này mọi người đang rất quan tâm đến bão Yinsing, một cơn bão đang rất mạnh hoạt động ở ngoài khơi của Philippines. Và không biết là bao giờ bão sẽ đi vào Biển Đông vậy ạ? Câu hỏi dành cho chị Minh Phương. Dạ vâng, xin chào chị Ngọc Anh. Về cơn bão Yinsing thì vào khoảng thứ 6 tuần này thì bão sẽ đi vào Biển Đông đấy ạ. Bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, đi vào trong Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trong mùa bão năm nay của nước ta. Sau đó thì bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với cường độ vẫn rất mạnh, gây mưa bão, gió mạnh cho nhiều vùng biển. Đến khoảng 13 giờ của ngày thứ Bảy, tức là ngày 9 tháng 11, thì tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Bắc của Biển Đông, với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật tới cấp 14, tức là gió giật tới 160 km/h. Còn trên đất liền, với thủ đô Hà Nội, dự báo trong đêm nay sáng mai trời lạnh và không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm cùng với hầu gần như tất cả các quận huyện khác thì đều trong mức nhiệt là 22 độ C. Chỉ riêng với khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn hay là ở vùng núi Ba Vì, Sơn Tây thì nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút, khoảng là 21 độ C. Về thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, dự báo tối và đêm nay thì trời ít mưa, có gió mát, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 25 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.